Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đến với video review sản phẩm của Vinmark Và ngày hôm nay đây, thì mình sẽ lên review cho các bạn Một chiếc máy xịt rửa cao áp của Oshima Với model là MXR500 Thì chiếc máy xịt rửa áp lực này Mình có thể sử dụng trong gia đình uh, Sử dụng để xịt rửa xe, uh, xịt rửa chuồng trại, sân, vườn Hoặc thậm chí là xịt rửa điều hòa, vệ sinh điều hòa thì hãy cùng mình khui thùng xem bên trong chiếc thùng này có gì ạ. À, đầu tiên thì mình sẽ có dây dây nguồn vào một cuộn dây xịt áp lực. Ngoài ra thì có sẽ các phụ kiện đi kèm súng xịt. Và đây là nhân vật chính của chúng ta phần động cơ của máy. Model MXR 500 có công suất là 2,5 kW với áp lực là 12 MPa sẽ cho ra lưu lượng nước là 8 lít trên một phút. Động cơ thì có motor cảm ứng điện từ với 100% là dây đồng và được bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng.Ưu điểm của chiếc máy này đó là hút nước mạnh, súng xịt có thể nối dài và áp lực phun xịt rất là lớn và bên cạnh đấy thì sẽ có thiết kế rất là nhỏ gọn. À, thuận tiện cho việc di chuyển mang lại và máy vận hành cực kỳ êm và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp ráp đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp cút lọc nước vào mọi người sẽ thao tác theo chiều vặn theo chiều kim đồng hồ tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ lắp cái khớp nối từ dây đưa nước vào cùng với cút lọc nước hồi nãy mà chúng ta lắp Mọi người để ý cách mà bạn uh, kỹ thuật viên bên mình đang thao tác nhé Phần dây đưa nước vào thì chúng ta đã lắp xong, bây giờ chúng ta sẽ lắp sang phần uh, dây nước ra. Thì cuộn dây áp lực này thì chúng ta sẽ nối khớp vào thôi, mình chúng ta sẽ xoắn khớp vào thôi. Rất là đơn giản. Cuộn dây này thì là có 15 mét ạ. Đó, phần gắn súng cũng thế, các bạn nhấn và xoáy theo chiều kim đồng hồ. ใส่ cái 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 nút vặn này theo chiều kim đồng hồ là được ạ. Mình có thể nối dài cái súng này hơn bằng cách là gắn cái khớp nối dài vào ạ. Mọi người lưu ý là về khớp nối dài khi mà chúng ta gắn vào thì chúng ta sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Mọi người có thể để ý cách mà bạn kỹ thuật viên bên mình thao tác. Vậy là chúng ta đã có một chiếc súng cần dài và đây là toàn bộ chiếc xịt rửa cao áp đã được lắp ráp một cách hoàn chỉnh và bây giờ chúng ta sẽ thao tác chiếc máy này để sử dụng cho việc xịt rửa một chiếc xe máy các bạn sẽ bấn công tắc và chúng ta bóp súng là nước đã ra mọi người có thể nhìn thấy là cái lực phun ra rất là mạnh và mọi người với chiếc súng này thì mọi người có thể điều chỉnh độ của nó Mọi người có thể xoáy để điều chỉnh từ 0 cho đến 90 độ Tùy vào cái thiết bị mà chúng ta xịt rửa Với cuộn dây dài 15 mét như thế này thì mình hoàn toàn có thể di chuyển xịt rửa ở các khu vực xa hơn. Một chiếc máy rửa xe rất là gọn nhẹ nhưng mà cái công dụng rất là lớn nhờ có chiếc máy xịt rửa áp lực cao này mà việc rửa xe của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn các bạn không cần phải mang xe ra các điểm rửa xe không mất thời gian phải chờ đợi mà ngay tại nhà chúng ta cũng có thể rửa xe một cách rất là sạch sẽ và rất là chuyên nghiệp để được tư vấn thêm về sản phẩm cũng như là mua hàng mọi người có thể liên hệ đến số hotline 024 38 38 3456